Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2023. Bây giờ đã là 17 giờ 40 phút. Mình đang có mặt tại số 1 đường Lữ Giao, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mình xin trân trọng thông báo đến tất cả quý khách hàng ở khắp muôn phương là ngày mai là ngày 12 tháng 4, kênh Máy Hàng Em Quyền sẽ có mặt tại cái triển lãm Việt Build năm 2023 lần thứ nhất trong năm nay. Chủ đề là về Construction, Industrial Machinery Equipment and Exterior Decoration, cùng góp mặt với tất cả những doanh nghiệp khác trong tất cả các ngành từ xây dựng, thiết bị điện, đèn năng lượng cũng như những cái giải pháp tiết kiệm về công nghệ mới, inverter, điện tử, tất cả các mảng trong ngành xây dựng. Một không gian rất là đẹp. Quý khách tới đây là có một cái mảnh sân vườn đẹp long lanh như thế này. Đây là cái khoảng sân mà kênh Máy Hàng Em Quyền là thiết kế luôn để là khách tới đây ngồi thư giãn. Sau khi mình vô mình tham quan máy móc mệt mỏi thì có thể là quý khách có thể ra đây ngồi đây uống cà phê. Kênh Máy Hàng Em Quyền cũng có thiết kế một cái quầy cà phê kế bên và mời tất cả quý khách hàng ở khắp muôn phương dành một chút thời gian quý báu đó. Mình đang ngồi tại cái không gian này là đây, bây giờ mời tất cả quý hàng đi theo chân mình để vào cái gian hàng triển lãm mà kênh Máy Hàng Em Quyền đang tham gia tại số 1195 1196. Ngay cái khu này là khu gì? Khu này là khu B các quý hàng nha. Đây, quý khách đi từ cổng Lý Thường Kiệt vô, gửi xe bên tay trái, sau khi gửi xe xong thì sẽ quẹo bên tay phải. Tức là nếu mà mình không giữ xe đó thì vô cổng Lý Thường Kiệt, ví dụ nha, ví dụ mình không gửi xe thì mình sẽ vô cổng Lý Thường Kiệt, mình sẽ quẹo phải liền thì đi qua một cái sân vườn mà quý khách vừa thấy đó, là sẽ thấy gian hàng của kênh Máy Hàng Em Quyền và công ty thiết bị hàng cắt chỉnh phong liền ha quý khách ha. Đó thì ngày mai tại đây mình có trưng bày máy hàng laser, máy hàng của hãng Sanjo rất là nhiều loại, và những cái máy hàng của hãng WeWell vân vân đó. Thì đây mình dạo một vòng cho tất cả quý hàng coi nha. Đây là những cái dòng máy mà mình đang trưng bày tại cái triển lãm Việt Build lần này. Rất là nhiều máy, quý khách tới đây có thể trải nghiệm được những cái dòng máy hàng từ mít sung, nó aluminum weld double pound nè, rồi cắt lát ma, rất là nhiều thiết bị, và đây là laser, rất là nhiều dòng máy hàng. Đây là máy hàng laser và nhiều máy hàng khác. Đây bây giờ mình sẽ nhìn từ bên trong, mình nhìn ra đó, đây là khoảng sân đó mà mình dành cho quý khách hàng nè. Đó, khoảng sân rất là dễ thương nè, đúng không? Nếu mà nhìn từ bên trong gian hàng, nhìn ra mình đang bước vô trong gian hàng và chúng ta sẽ có một cái gian hàng đối diện với một cái khoảng sân rất là đẹp. Nói với thằng ha, đó, đây là máy hàng Sanjo mình trưng bày rất là nhiều. Đây là cảnh nhìn từ bên trong. Rồi đây là cũng có một cái máy laser để đây, để chúng ta tới đây trải nghiệm, và những cái máy móc khác như là máy cắt, máy rửa xe, máy nén khí, rất là nhiều loại khác nữa, phụ tùng vân vân. Đó, thông báo với khách hàng là ngày mai, ngày 12 tháng 4 năm 2023, mình sẽ tham gia cái triển lãm Việt Build lần thứ nhất trong năm 2023, kéo dài từ 12 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4. Và thời gian diễn ra của hội chợ triển lãm đó là sáng từ 8 giờ, đó, kéo dài cho đến 19 giờ 30, 19 giờ hàng ngày. Đó, quý khách hàng ha. Đó. Rồi bây giờ từ trước cái khoảng sân vườn này mình sẽ đảo một vòng vô trong để khách hàng thấy rõ liền. Đây. Rồi bây giờ mình cũng test thử cái cho nó có khói lửa, rồi mịt mù rồi này kia, để cho quý khách hàng đừng có quên là mỗi ngày mình đều có test khói lửa mịt mù. Đó, xa xa đây là một cái gian hàng mình trưng bày rất là nhiều dòng máy đến từ nhà WeWell. Rồi mình sẽ lướt từ bên này qua. Để ràng đấy đó, nhà Sanjo bên này. Đó là tổng thể của cái gian hàng của mình.
mình cũng dành ra được 2 gian. Nói với bạn ha, video này mình làm ngắn ngủi thôi. Rồi bây giờ cũng phải cho nó củi lửa nó mịt mù lên. Đó, chiều nay thì khách hàng cũng đặt rất là nhiều dòng máy cắt 60C. Thì mình cũng sẽ lấy một con máy đây để mình test hệ thống điện đài đây coi như thế nào. Rồi để ngày mai quý khách hàng tới để có dịp mình trải nghiệm cho nó ngọt ngào ha quý khách hàng, mình test thử. Đây là dòng máy 60C. Mình sẽ test một con điện đốm đâu điện đài để coi nó hoạt động tốt không. Đây là dòng máy 60C rất là xịn hào. Mình đấu sơ sơ đây để ngày mai quý khách vô có cái để mình trải nghiệm. Chồng lên. Đây là dòng tích 250BC mới về. Do cái ổ điện nó thiết kế của thằng tổ chức nó đang làm tuốt ở trong nè. Mà mình chưa có đem cái ổ điện theo, quên. Hồi sáng ngày mai mới đem lên. Cho nên là nó hơi bị kẹt ở trong chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện con 60C. Rất là tiện. Con 60C này là một cái giải pháp rất là tốt ha cái thằng ha. Nó có một cái ổ duy nhất rồi, giờ mình phải mượn cái ổ đó. Mình sẽ cắt con cá 60C này một cái. Mở nguồn lên. Rồi, mình cắt thử cái hệ thống điện trong cái triển lãm này coi nó ổn không. Bật lên chức năng built-in air. Rồi, để 2T. Rồi, vô quất liền. Mấy miếng inox này liền cho tất cả quý hàng coi nè. Đây là mình test cái hệ thống điện ở đây thôi. Chủ yếu là test hệ thống điện thôi. Rồi, quất liền mấy đường inox liền. Cái sự xịn hào của nó nè. Đó, quý khách thấy sự dễ dàng của 60C không? Súng dài 5m miên man nè. Ở đây là không có cần đấu máy nén khí là mình thực thi liền luôn. Trong vòng tốc hành luôn. Quý khách thấy không? Rất là lẹ. Nè quý khách nhìn bên này là mình có những cái chương trình nè. Nhấn subscribe nhận quà liền ngay. Máy hàng chống nước giảm giá nè ha. Rồi máy hàng rồi rất là nhiều loại. Đó, và bên này là cũng có giảm giá sốc cho con ạc 200E này, giá 1050. Con 210F này thì đang tạm thời hết hàng. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình cắt liền tất cả mọi người coi. Rất là xa xôi luôn. Đi mình kéo dài ra ngoài này mình cắt thử hệ thống điện trong cái triển lãm này coi nó ổn không. Đây mình sẽ cắt liền dài đường bằng inox cho cái ràng coi nè. Vô. Mình đang cắt inox á, cắt tiếp, cắt nhín rồi mai còn có cái làm. Điện ở đây hơi yếu, điện đây là nhiều công ty nó đang xài điện quá, nó hơi bị yếu, nhưng mà máy vẫn cắt tốt. Rồi xong. Thôi thử nhiêu đây thôi, giờ mình sẽ thử một em tích 250BC ra nó ok không ha. Rút điện của cái này ra, tích 250BC nó đang về chung màu đồng bộ nè. Mình chưa có review cái đời mới nè, mình đang bí mật giấu vô trong ha. Đó, màu bây giờ nó đang đồng bộ với con cắt 60C. Rồi mình sẽ cắm điện con 250BC này vô. Mình test cho tất cả quý hàng coi liền một đường. Rút điện của 60C ra, cắm điện 250BC vô. Rồi, mình sẽ tiến hành hàn liền cho tất cả mọi người coi trên cái em máy tích 250BC đời mới này. Hàn tích lạnh liền trên con 250BC mới về này liền. Mời tất cả mọi người theo dõi nha. Vô. Chính đây, rất là dễ thương đúng không? Bên này dính rồi, vô. Đó, tất cả đều rất là chuẩn mực. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàn liền cho mọi người coi nha. Rất dễ thương, cầm trên tay luôn. Bây giờ luyện thiết xa trưởng rồi cho nên cầm trên tay hàn luôn. Mời tất cả quý hàng theo dõi, cầm lên chân luôn, tích lạnh mà. Vô. Đó, mình đang thực hiện hàn đường tích lạnh. Bây giờ nhờ một đứa em vô chỉnh lên dùm cái thời gian hàn lên 110 mili giây. 110 tam giác số 2 đèn số 1 chỉnh lên 110. Hiện giờ đang nhiêu á?
90 cho lên 100 đi, 100. Rồi, mình sẽ làm lại một đường bên này, mình chỉnh thông số lại chút xíu. Mời tất cả quý hàng theo dõi, mình luyện thiết xa trưởng rồi. Cho nên đồng thời là mình sẽ hàng nè. Rồi bây giờ nhấn qua, nhấn vô 4T, chỉnh tam giác số 2, đèn số 2 chỉnh 0,5. Tam giác số 2, đèn số 1 chỉnh xuống còn 30. Hồi nãy là 100, bây giờ còn 30. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàng một đường kéo liền mạch cho tất cả quý hàng coi nè, vô. Đây là mình đang test dòng máy tích 250 BC mới về của hãng Tenja. Đó, sử dụng con cắt 60C và test bằng con tích 250 BC khả năng tích lạnh và vẫn đang ôm trên đùi hàng. Thấy thế nào không? Nhắm mắt hàng luôn, hàng trật mục tiêu mà vẫn ăn nè. Đó. Vô đẹp không? Tiếp tục làm cho mọi người coi nữa nè. Bây giờ tăng lên dùm cái tam giác số 2. Đèn số 1 tăng lên dùm, hồi nãy đang là bao nhiêu? Cho lên 35. Rồi mình sẽ đẩy một đường kế bên cạnh ở một thông số khác. Mời tất cả mọi người theo dõi. Vô. Đó, quét theo. Rồi bây giờ, đó, đây là toàn bộ mình hàng nè. Tăng lên 40 đi. Tam giác số 1, đèn số 2. Ê, tam giác số 2, đèn số 1. 40 rồi chưa? Cái kim nó hơi dài. Rồi, thôi, mệt rồi. Bây giờ mình đã test hệ thống điện đài đầy đủ hết rồi. Mình bây giờ phải tém dẹp đi về, rút điện đi. Rút điện khóa khí. Rồi một lần nữa mình cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này và để mình thông báo nha quý khách hàng nha. Quý khách hàng nào thương mến nhớ nhấn nút đăng ký kênh. Đặc biệt là ngày mai dành chút thời gian quý báo ghé tham gia trường gian hàng triển lãm Việt Build trên kênh Máy Hàng Em Quyền nha quý khách hàng nha. À, mình sẽ có một cái bí mật nữa. Mình sẽ giới thiệu hệ thống đèn năng lượng mặt trời nữa. Mình đang có mở rộng thêm cái mảng này nữa. Thì ngày mai mình sẽ giới thiệu cho mọi người sau. À, đèn năng lượng mặt trời, đây là bí mật. Ngày mai rồi thông báo sau. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt quý khách hàng và hẹn gặp lại vào video ngày mai nha. Ngày mai gặp nhau tại triển lãm.